nếu mà nó đang cho nó bỏ chạy nó bị bể dàn bác nhá. Những con đấy thì những thông thường các bác hiểu là những con chim mà đã bể dàn thì không bao giờ khắc phục được bác nhá, không bao giờ khắc phục được. Nếu như nó yếu hay là nó như thế nào đấy thì mình có thể mình nuôi lại, nhưng mà nếu nó đã bể dàn thì không bao giờ khắc phục được bác nhá. Những con đấy thì các bác có thể là nuôi AV để duy trì nòi giống thì được. Có lửa vẫn lùng sục chim ché, có thể cả nửa ngày được. À nhà, vâng bác dứt rau. Thì em đang nói dở cái bác này đó. Tất nhiên là những con chim mà các bác cầm ấy, những cái con chim mà nó bể dàn thì ở nhà thì nó mình không thể nói là vấn đề gì được. Tất nhiên nó vẫn là một con chim rất là hung hãn. Đấy. Thế nhưng mà có bác hiểu nên cái con chim bể dàn nó như thế này này. Các bác cứ hình dung giống như một con gà nó bị bể đòn ấy. Bể đòn, hoặc là những con chim mà các bác nuôi mà trong quá trình các bác chăm sóc mà nó bị một cái tình huống ngoại cảnh, ví dụ như là chuột nó vào nó dí cũng có, rồi bị các bác tắm chim mà không may bị quên ấy, không may bị quên á mà để mèo dí ấy. Đấy thì nó cũng không phải là vấn đề nguy hiểm, nhưng mà không phải là nó bể dàn nó lên nó dàn nó gặp con chim nào nó cũng sợ, nhưng mà vô tình tức là trong một cái quãng thời gian các bác chơi trên dàn là con chim nó sẽ nhớ được cái đòn đó, nó nhớ đến cái đòn đó, bắt đầu nó sẽ bị hoảng, nó sợ, vì bản chất con chồng mà nó nhớ rất là dai, bản chất con chồng mà nó nhớ muôn đời luôn đấy. Mà các bác hiểu là không kể những con chim mà nó sợ phải đòn đánh đấy, mà đôi khi con chim mà nó nguy hiểm nhất ấy, là nó sợ phải giọng nữa đấy. Con chim mà nguy hiểm nhất là nó sợ phải giọng. Đấy, cho nên là những con chim mà nó đã sợ giọng rồi thì các bác không bao giờ các bác cầm con chim nó chơi được. Đấy, không bao giờ cầm chim nó chơi được. Có thể nó bị bể già, nó sợ đòn thì có thể là nó có thể là chơi chỗ này chỗ kia được, nhưng mà đã là sợ giọng và sợ bể già rồi thì không bao giờ các bác chơi được nhá bác nhá. Chứ còn cái vấn đề mà con chim sợ chim đó là chuyện rất bình thường. Chim sợ chim nó bình thường, tức là nó chỉ sợ con chim nó thôi chứ không phải nó sợ đòn đánh. Nó sợ con chim tức là nó nghe những cái giọng điệu hay là cái phách đánh của con chim nó sợ, nhưng mà nó chỉ là một trong những trường hợp này nó rất là hi hữu. Đấy. Cho nên là với trường hợp mà con chim sợ chim ấy thì các bác thấy là những hình dung các bác để ý là những con chim đấu dàn ấy, tức là nếu như nó đứng bên con chim đó mà nó sợ thì nó sẽ bỏ nó đấu ngay. Có con tắm khô rồi, có con bỏ chạy. Có con này kia. Đấy. Nhưng mà đi chỗ khác mà không có con chim đấy nó vẫn đó bình thường, nó không có sợ gì cả. Chim ở nhà thì chơi ra các bạn không chơi, bác nên đào thải những con chim nó đi. Bác hãy ước mơ nhé. Những trường hợp này những con chim mà các bác mua, các bác thứ nhất là các bác cầm con chim đấy được, anh hầu như là rất nhiều anh em cầm những con chim đấy, rất nhiều anh em. Cuộc chơi nó phải đào thải bác ạ, phải đào thải những con chim nó đi. Nếu con chim lật cầu nhanh, em chuyển sang hai cầu thẳng lồng sinh có lại. Nó lại lên vanh nhiều, vậy nên để bốn cầu góc hay lên cầu thẳng. Vâng bác Hoàng Gia, em nghĩ là bác để con chim đấu như vậy ok hơn nhá. Các bác còn hiểu thế này này, giữa một con chim lật cầu nhanh, lật cầu quá nhanh, và một con chim bác để lồng sinh mà hai cầu thẳng, một con chim nó lên vanh nhiều ấy. Đấy, nó lên vanh. Nhưng mà các bác hiểu thế này, con chim nó lên vanh nó có rất nhiều kiểu để nó lên vanh. Và cá nhân em đã đánh giá rất cao những con chim lên vanh, đánh giá nó rất cao nếu ông chim lên vanh. Tại vì thông thường ấy, các bác nên biết là thời xưa là các ông cha hay là anh em, một số những người đi trước, hay cả những tụi em thôi, tụi em là những người đi trước, thì hồi trước thì cách đây 5 năm đổ về trước, bây giờ nó đã 6 năm rồi, thì là hội thi hót đấu, đúng không? Họ thi hót đấu tức là những con chim vẫn đứng một chỗ được, không xỉa lông mà hót nhiều thì vẫn là vào giải. Nhưng bây giờ con chim phải là hội thi đấu hót thì phải là đấu trước và hót sau, phải không ạ? Thì con chim đấy thì phải là thái độ hàng đầu. Mà thái độ hàng đầu mà có những con chim mà lên vanh xuống cầu ấy, là những con chim đó nó rất là hung hãn và tố chất rất cao. Đặc biệt là những con chim đó nó không bao giờ nó mất bộ. Nó không bao giờ nó mất bộ bởi vì nó lên vanh xuống cầu. Nhưng mà nó lên vanh nó có rất nhiều kiểu để nó lên vanh. Đấy, nếu như mà nó lên vanh nó xuống cầu ngay, đấy thì các bác nên để con chim đó có thấy cả cầu đó. Còn nếu con chim mà lật cầu quá nhiều, chạy cầu mà lật cầu quá nhiều ấy, thì nó sẽ mất lực nhiều. Nó sẽ mất lực nhiều. Và khi mất lực nhiều mà con chim nó tình cờ mà ở cái nhịp nghỉ mà nó đứng lại thì con chim nó rất dễ bị mất bộ. Tại vì cái lực nó đuối.
Đó, nó rất dễ bất bộ. Cho nên là nếu với con lồng sinh mà bác để hai cầu thẳng mà con chim nó lên vanh, mà lên vanh xuống cầu thì bác nên để cho nó chơi, nên để nó chơi. Có thể là nó một vài trận nó có thể là nó không bắt nhịp kịp, nhưng về lâu dài thì đó là một điều tín hiệu rất tốt và ok bác nhé. Em có con kè chim nhà thì nó chơi qua qua, nhưng khi nhiều chim anh em kè nhau thì nó lại chơi xung, càng nhiều chim nó càng máu, với nó hay cúp màu phi vào mổ nhau. Bác cho em xin ý kiến. Những chim này bác cố gắng chăm sóc nó, bác vị Quốc Khánh nhá, cố chăm sóc. Quan trọng nhất là bác nhốt cho con chim đó nó phù hợp với nước đánh của con chim, chứ còn những chim đấy nó rất là hung dữ đấy, có những con chim đấy rất là hung dữ, nên chăm sóc và nên nuôi những con chim đấy bác nhá. Chứ còn con chim nào mà dí chim chả cục màu, con chim nào cũng thế. Con chim nó hay bị gãy lông đuôi là nó bị gì vậy em? Dạ rất đơn giản, không có gì cả. Thứ nhất là cái con chim đó trong thời gian các bác chăm sóc, bộ lông các bác nuôi yếu. Thứ hai là bản chất con chim nó không hợp cảm đấy, nó sẽ bị giòn lông, nó bị giòn lông. Mà cái nguyên nhân chính là do các bác chăm bộ lông, chứ còn cám thì nó chỉ là một phần thôi. Mà do các bác chăm lông có nhiều bộ lông yếu mà nó giòn. Vậy nhé. Quang Hậu, anh ơi em có con chim chơi ok lắm, vừa rồi mới ăn cái nhất. Mà con này nó có cái tật cứ không tắm cho nó thường xuyên và thả lồng rộng cho nó, như anh nói là nó cắn lông đuôi. Anh ạ, không biết do cám hay do gì, tư vấn hộ em. Chả do cái gì cả, do con chim. Quang Hậu nhé, chả do cái gì cả, do con chim thôi. Đấy, cái thứ nhất đó. Và anh nói thẳng cho con chim đấy là những con chim có tuổi rừng nó non, dưới 2 năm lừng, dưới 2 năm. Quang Hậu nhé. Đấy, thứ nhất là dưới 2 năm non rừng. Nhưng mà chim non, chim những con chim có tuổi rừng nó non thì nó vẫn là những con chim hay. Tuy nhiên là nó sẽ xảy ra những cái lỗi này. Về cái lỗi này ấy, thì đầu tiên phải nói là những con chim non nó rất hung dữ, rất là hung dữ và có tố chất. Đây là một con chim má lỡ lên. Đấy. Thứ hai là trong những con chim này thì em nuôi nó rất là nhanh thuần, nhanh dạn. Đấy, rất là thuần nhanh dạn. Thế nhưng con chim này thì bắt buộc em không thể nhốt lồng nhỏ được. Thứ hai là bắt buộc em không thể mà nhắc tắm nó được. Những con chim này em nuôi, những con chim này thì em phải thường xuyên tắm nó, phải thường xuyên chăm sóc nó thì nó mới ok. Chứ còn nếu những con chim bản chất nó hung hãn mà nó đã sục sạo vào nhà đấy, đặc biệt là khi em nuôi xong lông mà nó có lửa ấy, mà em không tắm rửa thường xuyên là con chim nó sẽ bí bách. Đặc biệt bản chất nó hung hãn mà em mà nhốt lồng nhỏ nó sẽ bị stress, đâm ra nó sinh ra tật lỗi phá mình đấy, nó sẽ bị cắn đuôi nhá. Cố gắng chăm sóc nó. Cái vấn đề mà anh em nuôi chim ấy là trong quá trình mà đấu giàn, tình trạng xỉa lông móc bô là đại đa số là không hiểu nguyên nhân. Thấy chưa? Mà một số ông ấy, một số ông gọi là thuộc cái tiếp người nhá, thuộc tiếp người, em chưa nói tới từ nghệ nhân đâu. Nghệ nhân là nó khác, nhưng phải nói là cái thuộc cái dòng tiếp người là hay đổ thừa. Thấy chưa? Đổ thừa là gì? Không biết nuôi. Đó thứ nhất. Đổ thừa thứ hai là cám nóng. Đó là hai cái đổ thừa nhá. Đó là thuộc tiếp người đổ thừa. Đó là không biết nuôi và cám nóng. Đó là thuộc dạng gọi là tiếp người đổ thừa. Đấy, em chưa nói tới từ điển nghệ nhân. Nghệ nhân là gì? Nghệ nhân là mình phải gọi là khắc phục được những tật lỗi và nhược điểm của con chim của mình. Thì đấy mới là nghệ nhân. Còn nghệ nhân mà chưa biết cách khắc phục thì đây là chỉ người đam mê thôi, người chơi chim, người đam mê chim thôi, chứ chưa phải là nghệ nhân được. Đấy. Vậy thì cái vấn đề mà con chim xỉa lông móc bồ đây, nó sẽ có hai cái vấn đề nhá. Nếu như con chim mà xù bộ, xỉa lông đấu yếu, thấy chưa, mà thuộc cho con chim mà không có bản lĩnh tố chất ấy, nó thua nước, nó xỉa lông móc bồ, đó là chuyện đương nhiên và bình thường. Cái đấy thì các bác nên đào thải, được chưa? Các bác nên đào thải. Còn những con chim mà em bây giờ em nói thẳng, những con chim đấu giàn, và đặc biệt là những con chim đi thi ấy, thấy chưa? Bây giờ em không nói đến con chim đấu giàn đi, em nói đến con chim đi thi ấy. Móc bô là gì à? Móc bô là con chim đưa cái đuôi lên xỉa ở phao câu ấy. Này bác Toàn Vi nhá, thấy chưa? Gọi là xỉa phao câu ấy, thấy chưa? Gọi là nôm na trong đấu trường chuyên nghiệp thì gọi là móc bô ấy, ở trong miền Trung miền Nam gọi là móc bô. Đấy, nhưng mà nói đúng rõ ràng từ lỗ tiếng Việt có dấu luôn, đó là móc phao câu, nó đưa cái đuôi lên móc phao câu, ok chưa?
Thế thì ở con chim cà phê ấy, thì có con thua nước, có con này kia thì em không nói làm gì. Đôi khi anh em khó nhận biết. Thấy chưa? Khó nhận biết. Bây giờ em nói thẳng vào vấn đề chúng thi ấy. Anh em đi thi. Có những con chim nó đang đánh bình thường nhưng nó chỉ cần móc vào câu một phát. Thấy chưa? Móc vào câu một phát là quay đánh bình thường. Chả vấn đề gì cả. Có những con tỉa lông cái chạy đánh bình thường. Được chưa? Đại đa số đấy là con chim cực kỳ hay. Đó là đại đa số. Và một số anh em giám khảo đôi khi là lại viện cớ vào cái lỗi này để bắt hạ chim. Đôi khi vẫn có đấy, chứ không phải không đâu. Thế nhưng mà không có cái lỗi nào nặng nhất bằng cái lỗi móc con dàn không chơi. Và vấn đề xỉa lông này thì đối với em ấy, tuy tật lỗi nhưng mà vẫn thái độ tốt thì là vẫn ăn giả bình thường. Đấy, không tật lỗi, không xỉa lông nhưng đứng chôn cầu thụ động ra bọn tự do là phải hạ giờ, phải hạ xuống. Đó là nguyên tắc. Thế thì cái vấn đề xỉa lông móc bô đây là có hai vấn đề nguyên nhân chính. Được chưa? Có hai vấn đề. Thứ nhất là do anh em, thấy chưa? Do anh em chăm sóc con chim cho ăn thành phần protein quá cao. Thấy chưa? Kích lửa và cho ăn cái những cái thành phần protein quá cao. Đấy, đâm ra là con chim nó bị bón. Thấy chưa? Bị bón. Cho nên rất nhiều anh em thấy trong quá trình con chim đấu giàn đi thi. Thấy chưa? Là con chim nó ỉa không ra, nó xù một cục cái này. Đúng không? Sau đó nó ỉa nhẽo xuống. Và con chim chắc chắn 100% nó mắc bồ. Nếu như không ỉa được. Đấy. Chắc chắn 100% mắc bồ, tại vì nó ỉa không ra, nó dính đít. Và nó sẽ quay mỏ lại, nó gấp một phần đấy. Thì giám khảo sẽ quy tội cho nó, đó là mắc bồ. Nôm na gọi là xỉa vào câu ấy. Được chưa? Đấy là anh em chăm sóc trong quá trình chăm sóc anh em cho ăn cái dòng lương thực từ trái cây cho tới bột tới cám. Đó là những con chim mà các bác chăm sóc cho ăn quá nhiều tinh bột protein. Thứ hai là lượng đạm cao. Thấy chưa? Các bác không biết điều tiết nó thì nó sẽ bị bón. Thấy chưa? Bị bón và sinh ra cái vấn đề này. Cái thứ hai nữa là một vấn đề nữa, đó là anh em vẫn nuôi chế độ bình thường. Thấy chưa? Nhưng cái dòng cám quá mạnh so với cơ địa của con chim. Thấy chưa? Dòng cám quá mạnh so với cơ địa của con chim. Và bản chất con chim đấy nó vẫn chịu được. Nó vẫn chịu được. Nhưng các bác không biết xả cho nó. Không biết xả cho nó. À tại sao? Đây là cái cơ chế của một số nghệ nhân chăm chim là thúc cho con chim thật căng. Thấy chưa? Thúc cho con chim thật căng. Đâm ra là cái sự mong muốn càng căng bao nhiêu thì con chim nó càng nguy hiểm bấy nhiêu. Thấy chưa? Càng căng bao nhiêu thì nó càng nguy hiểm bấy nhiêu. Cho nên cái vấn đề, cái đẳng cấp của một người chơi chim ấy, đó là điều lửa mới là cái đẳng cấp. Các bác ạ. Thấy chưa? Móc, đó là đẳng cấp. Móc bình dầu. Dạ, đó là móc bô đó bác. Bác Phi Nguyên Văn. Được chưa? Cái điều lửa mới là cái đẳng cấp của một người nhân. Chăm chim, hiểu chim ở chỗ nào, ở chỗ đấy. Cốt yếu là ở chỗ đấy đấy. Mà điều này không phải ai cũng làm được. Không phải ai cũng làm được. 95% anh em ở nhân ở cả nước Việt Nam này đều có nguyên tắc chăm chim gì? Thúc lửa. Thấy chưa? Miền Bắc gọi là nạp pin đấy. Đúng không ạ? Miền Bắc một số anh em gọi là nạp pin đấy. Miền Trung gọi là thúc lửa. Không bao giờ hay. Thấy chưa? Cái đẳng cấp của người nhân đó là điều lửa và giữ được lửa cho nó. Đấy mới là cái đẳng cấp của người nhân. Các bác cứ tưởng tượng giống như anh em lái ô tô ấy. Thấy chưa? Khi các bác đạp ga mà ở đi đường trường ấy, mà cái kim ga nó giữ nguyên một chỗ, đấy mới là cái người ta lái xe ô tô chuẩn và tay lái ok. Đúng không ạ? Thế còn nhiều ông đạp ga mà lúc lên lúc xuống thì tay lái chưa xiềng được. Anh đạp ga chưa chuẩn, chưa nhuần nhuyễn thì tay lái anh chưa chắc rồi. Thấy chưa? Nói cho nhanh luôn. Đó là nguyên tắc. Vậy thì chăm con chim điều lửa nó y đó là như thế. Nó thế. Thế cho nên có nhiều anh em là thúc mạnh quá. Con chim nó sẽ bị bức. Bị bức. Và sinh ra cái lỗi móc bô này. Cho nên con chim nó móc bô xong và nó vẫn đấu lại. Đó là chuyện đương nhiên và bình thường. Khi anh em mà thúc lửa mạnh quá. Được chưa? Nó sẽ giống như con người mình ấy. Đấy. Tích khí tổn hại não ấy. Ok chưa? Cho nên là nó sẽ sinh ra những vấn đề mà nó không mong muốn trong cái quá trình mà anh em thi đấu. Vậy thì cách khắc phục bằng cách nào?
thì nó không có gì khó cả. Biết đối với người dễ, dễ đối với người biết, và không khó đối với người không biết. Được chưa? Vậy thì cái cốt yếu là gì? Khi anh em mà cho ăn những cái dòng cách chăm sóc mà nồng dòng lượng đạm cao hoặc là protein nhiều, tinh bột nhiều ấy, đấy, thì anh em muốn hạn chế cái vấn đề này rất đơn giản, không có gì khó cả. Thứ nhất là anh em không được cho ăn chuối chín, mà dạng như là vừa chín tới ấy, anh em nên cho ăn chuối chín một tí nhá. Anh em nên cho ăn chuối chín một tí, thứ nhất. Đó là thứ hai, là trước khi đi đấu giàn hoặc đi thi thì các bác nên cho ăn những trái cây thiên về thành phần nước. Mà hiệu quả nhất đó là gì? Hiệu quả nhất cho những con chim mà thuộc ở cái típ tình trạng đấy là anh em nên cho ăn thanh long, đu đủ và táo. Đó là những con chim mà đấu có tình trạng bị bón, ỉa không ra ấy. Ỉa không ra nhá. Hai vấn đề đấy khác nhau nhá, chứ không giống nhau đâu. Con chim bị bón ỉa không ra khác, mà con chim đang đấu tự dưng đứng lại mắc bô khác nhá. Hai con chim khác nhau hoàn toàn. Đấy. Cho nên các bác phải phân biệt ra là con chim mình nó nằm ở cái tình trạng nào và như thế nào. Có rất nhiều anh em rất mù mờ hay đổ thừa. Đấy. Cho nên là anh em phải hiểu vấn đề đó. Những con chim mà ị không ra, bị bón, sau đó quay mỏ lại gấp, gọi là giám khảo quy tội mắc bô ấy, được chưa? Thì trước khi đi thi, trước 2 ngày, anh em nên cho ăn những trái cây thiên về thành phần nước, ví dụ như thanh long. Thứ hai là đu đủ. Và thứ ba là táo. Mà tốt nhất là nên cho ăn táo nhiều hơn. Đó là tốt nhất. Thứ nhất là táo là một thành phần kích lửa, nó vừa kích lửa. Thứ hai nữa là trong táo có thành phần nước nhiều, thì bao giờ con chim nó cũng rất dễ đi cầu khi mà trong quá trình đấu nhá, trong quá trình đấu. Đó là nguyên nhân thứ hai, cái cách đầu tiên. Còn những con chim mà anh em nuôi dòng cá mạnh, đấy, nuôi dòng cá mạnh, tất nhiên về cơ địa nó vẫn chịu được, nó đánh rất mạnh, rất ok, nhưng quay lại bắc bô tự nhiên sau đó đấu lại, thì cái quy tắc mà anh em muốn trị được cái đấy duy nhất một loại trái, đó là cà chua anh em nhé. Không có cái gì hiệu quả nhất bằng những con chim đấy bằng cà chua cả, ok chưa? Đấy, cái trái cà chua là cái trái hiệu quả nhất khi mà anh em xả được cái vấn đề bốc bồ đấy, ok chưa? Chỉ có trái cà chua nhá. Còn tất nhiên về táo, đu đủ hay là thanh long cũng được, nhưng nó không bao giờ hiệu quả bằng trái cà chua. Đấy, cái trái cà chua là cái trái cực kỳ hiệu quả. Và các bác phải kết hợp tắm hàng ngày, ok chưa? Đó là hai vấn đề chính cho những con chim mà thường xuyên xỉa lại bốc bồ trong quá trình đấu. Nhưng mà em đang chia sẻ ở đây là những con chim mà dính lỗi nặng như vậy, nhưng phải quay lại đấu nhá. Còn những con chim mà hết lực với lại thua nước mà đứng xỉa lại bốc bồ thì có mà rời đỡ. Em nói thật luôn đấy, đúng không ạ? Cái vấn đề mà thua nước mà xỉa lông móc bô rồi này kia thì có mà rời đỡ, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là em đang chia sẻ đây là những con chim bị lỗi xỉa ngang. Đấy, tức là đang đấu đứng tỉa lông này hay là móc bô xong quay để đấu bình thường. Đó nha, là cái khắc phục nhá. Rõ ràng các bác hôm nay chia sẻ rất là rõ ràng em nhá. Cho nên anh em đừng có bao giờ mà phải lo lắng vấn đề đấy cả. Thấy chưa? Đừng bao giờ lo lắng cả. Nhưng mà những con chim đấy, đại đa số là những con chim cực kỳ hay và nên tắm hàng ngày. Cái điều quan trọng nhất là nên tắm hàng ngày, đó là tốt nhất. Con chim nó luôn luôn ở trong sạch sẽ, khỏe mà thoải mái. Đấy, cái tắm hàng ngày nó rất nhiều lợi thế hay nhé. Nó rất nhiều lợi thế hay. Có rất nhiều người anh em ấy là 2-3 ngày tắm một lần. Đồng ý, khi anh em 2-3 ngày tắm thì con chim nó rất dễ căng lửa, nhưng mà nó đấu không được hay. Tùy con thôi, thấy chưa? Tùy con. Đấy, cho nên là anh em cũng đừng lo lắng cái vấn đề này. Còn những con chim mà đang đấu tự dưng mắc bồ ngang ấy, cà chua là cái hiệu quả nhất nhá. Trước khi đi thi 2 ngày các bác cho ăn cà chua cho em nhá. Ngày đầu tiên cho ăn cà chua, sang ngày thứ hai các bác cắm táo cho ăn, và ngày mai đi thi luôn, cực kỳ hiệu quả. Đấy. Cho nên là các bác, em thật các bác, đời em mới thi này, xui lắm thì mới chỉ mắc bồ thôi, xui lắm thôi, đấy là em nói thật, xui lắm thôi mới mắc bồ thôi. Giống như kiểu con máy chém vào rồi đấy. Đấy. Vừa vào tốt phát mẹ đen mẹ tổng tài giờ chim ấy, nhảy nhát quá mà. Tổng tài cầm giới này nhát quá cái nó bị lệch cái lông này. Tỉa phát.
Đấy, thế là mất cái giải oan, con chim đang căng đét luôn. Đấy, cho nên là cái vấn đề mà mình đi thi là mình phải tự tin con chim mình nó là gì? Đừng có xỉa. Đúng không ạ? Mà bây giờ đi thi đó là, bây giờ đi thi, anh em phải biết rằng tất cả anh em nghệ nhân chăm chim bây giờ cực kỳ tốt. Anh em nghệ nhân bây giờ nuôi chim cực kỳ tốt không? Đấy, để nó mà xỉa lông tắm khô lên xào thì hầu như rất ít. Đấy, đâm ra là bây giờ là giám khảo là cứ vịn vào lỗi là xỉa lông là xuống. Đấy, tao không biết là mày nó hay thế nào cả, cứ tỉa lông tao bóc vào xuống đã. Đây là cái tiêu chí của giám khảo. Nó mạnh chim đều, chỉ có xỉa lông bóc xuống thôi chứ làm sao giờ. Đúng không ạ? Cho nên bây giờ anh em nghệ nhân thì em nói thật luôn, ở đây là 568 anh em. Con chim các bác đi thi mà không xỉa lông là các bác chiến thắng tới 70% rồi. Em nói thật lòng luôn đấy, bản thân em cũng thằng cầm chim thi. Con chim các bác mà không xỉa lông, được chưa? Duy trì đấu đều đặn thì các bác đã chiến thắng tới 70% xác suất vào giải rồi. Không cần nói nhiều. Đúng không ạ? Còn con chim của bác mà có đấu hay bao nhiêu chăng nữa mà cứ qua vòng 10 mà có đụng vào lông hay là móc bồ phát bốc cho ngay, còn không cần biết đó là con chim bác đấu nhanh hay đấu tốt hay đấu đấu dở cả. Đấy, chỉ có những ông tổng tài nhé, chỉ có những người tổng tài người ta có độ chuyên sâu, người ta có đánh giá được nước đấu của con chim, người ta mới châm chước cho những con chim mà xỉa lông để lại. Đấy, chứ còn những ông mà tổng tài kém là cứ lỗi là bốc xuống, còn ông không cần biết là mày đấu là sao cả. Thấy chưa? Cứ tỉa lông là bốc xuống. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái vấn đề ăn thua ở cái trình độ chuyên môn của mỗi giám khảo, nhìn nhận ra nước đánh của con chim đấy. Các bác ạ. Đấy, em đã từng một người đi thi. Và năm trước cách đây khoảng chừng là 10 năm. Cái thời mà còn mới chuyển giao cái vấn đề gọi là giữa con chim hot đấu và đấu hot ấy. Đấy, thì em đã gặp một người giám khảo cực kỳ lớn tuổi. Nghe chưa? Cực kỳ lớn tuổi luôn. Và người ta đã có đủ chuyên môn, đủ khả năng và đủ đẳng cấp để nhìn nhận một con chim xỉa lông mà người ta cho vào giải mà không xỉa lông, không tật đổi mà người ta hạ xuống. Đấy, để em nói thật. Đấy, mà tới khi ông hạ con chim xuống nhá, mà chính chủ nhân của chú chim đấy còn chạy lại hỏi bác ơi làm sao con chim này không có lỗi gì mà làm sao bác hạ. Em là người chứng kiến tận mắt luôn. Đấy, và cái bác giám khảo đấy, bác ấy quay lại, bác ấy nói một câu rất nhẹ nhàng và từ tốn nhá. Rất nhẹ nhàng từ tốn, không có gọi là mang cái trạng thái gọi là bực tức hay là hù dọa hay là gì cả. Bác quay lại nói một câu rất đơn giản thôi, mà chính nghệ nhân đấy phải thừa nhận thua. Đấy, đó là gì? Khi mà nghệ nhân thấy họ hạ con chim xuống, thế là vùng chạy lại bảo bác ơi có trong chim này không có lỗi gì, sao là bác hạ xuống. Thế là giám khảo quay lại nói một câu thế này này: con ạ, con chim này nó không có một cái tật lỗi gì cả. Thấy chưa? Bác chấm nó không có lỗi gì cả, mà chỉ có một lỗi không chơi thôi. Thấy chưa? Đứng một chỗ ra bảo tự do mà đâu có gì nữa. Trong khi chim xung quanh thì nó chạy vù 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 thế này, đúng không ạ? Chim xung quanh nó lật cầu nó chạy vù vù thế này, chim ông cứ đứng một chỗ tóc 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 thế này thì bọc xuống, đúng không? Cho nên cái người giám khảo đấy người ta trả lời rất bình thường: con chim không có tật lỗi gì cả, mà có cái không chơi thôi, đúng không ạ? Đấy, cho nên là đôi khi là trong cái cuộc chơi này nó phải là như thế. Cái sự chuyên nó phức tạp lắm. Nhưng mà cái quan trọng là cái người mà cầm cân để mực, cái người chơi có hiểu được cái tiêu chí hay không, có hiểu được con chim mình hay không, nó còn nước đấu hay không. Đấy, cho nên có rất nhiều nghệ nhân người ta đi chơi ấy, người ta cầm con chim là người ta biết được con chim của mình có hạ được hay chưa. Người ta không bao giờ người ta sân si, người ta không bao giờ người ta gọi là tham vọng. Đúng chưa? Người ta biết con chim mình lúc đây là yếu rồi, không đi được nữa. Đấy, nhưng nhá, có rất nhiều người nghệ nhân cầm con chim đi thi á, là cứ qua một vòng là mừng một vòng. Chơi cầm con chim đi thi mà cứ qua một vòng thì em đảm bảo các bác là cuộc chơi các bác không bao giờ phát triển nổi được. Không bao giờ cầm con chim đi thi mà tự tin được. Đấy, em thật luôn đấy, không bao giờ đi thi tự tin được. Đi thi mà cứ lo nơm nớp mà thế, cứ qua vòng mừng vòng, cứ qua vòng mừng vòng thì nó cứ lo nơm nớp thế thì trước sau thì cũng đụng thôi. Em thật, mình cầm con chim mình phải có đủ tự tin. Con chim mình yếu là mình biết. Thấy chưa? Cho nên là qua cái buổi live stream này, qua cái cuộc nói chuyện này thì em mong rằng các bác ngày càng phát triển mạnh hơn. Và mình biết được, hiểu được con chim mình nó nằm ở cái vị thế nào, và cái độ lửa là sao, và cách mình chăm nó đã phù hợp hay chưa.
đấy là cái công cuộc chuyển lợi của em mà em luôn luôn mong muốn các bác là như vậy. Đấy, à, các bác nhá. Cho nên là thôi, trong cái buổi livestream này rất mong anh em là chia sẻ mạnh cho những anh em mà còn non yếu về cả vấn đề là chăm sóc những con chim chào mào, mà nó đặc biệt là trong cái đấu trường đỉnh cao ngày càng phát triển mạnh. Đấy, ngày càng mình làm sao mình chỉ cần con chim mình nó có thái độ bất thường là mình đã nắm bắt được cái tâm lý của nó rồi. Thấy chưa?